Chào mừng quý anh chị đến với kênh của Audio Tội Nguyễn. Và hôm nay thì em sẽ quay toàn diện cái con mixer Yamaha M10, một dòng mixer cao cấp nhất đang bán chạy nhất tại Audio Tội Nguyễn hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết và mình sẽ quay toàn diện cho mọi người tham khảo nha. Đây là mặt trước, đây là cổng nguồn nè, đây nút nguồn nè, đó. Đây này là đường ra của quạt. Cân nặng nó nằm trong phạm vi 7 kg, đóng gói các thứ này kia khoảng tầm 9 kg. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Anh em nào chưa biết sử dụng thì đã mua con mixer M10 này ở đâu đó thì chưa biết sử dụng thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối sao cho nó hợp lý nhất và hay nhất theo ý của em. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái con này. Ở phía sau là nó bộ nguồn, thì nguồn thì cắm qua ổ cắm và có nút bật lên thì nó sẽ lên. Em nói chi tiết trực tiếp, không có đi lòng vòng, cho nên mọi người nghe sẽ dễ hiểu. Kết nối theo y như em kết nối là ok thôi, không có đi lòng vòng nó mất thời gian cho mọi người. Đó, đây là hai cổng led right, có nghĩa là hai cổng này anh em có thể kết nối qua âm ly hoặc qua cục đẩy hoặc qua nâng tiếng hay là lọc xì gì đó, tùy theo thiết bị nhà mình có những gì. Đây là ngõ out ra thì mình kết nối, hoặc là hai cổng 6 ly hoặc hồng hoa sen, nhưng mà mình khuyến cáo mọi người nên dùng đường canon cho tiếng nó ra nó đầy, nó dày hơn ha. Rồi kết nối xong thì ở đây nó có hai đường ra, hai đường fader ra. Đây là âm lượng tổng nè, ra bằng men. Đây là ra đường cổng sub. Nếu chúng ta cùng muốn sử dụng hai cái đường này song song, hai song 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 cho tiếng cho nó ấm, cho nó hay mà nó lớn hơn nữa thì chúng ta chọn cái nút này. Khi chúng ta chọn nút này thì tất cả các nút màu đỏ này chúng ta nên ấn xuống hết, cho nó xuống hết, tất cả xuống hết. Ví dụ như còn cái eco thì chúng ta có thể chọn một men hoặc một men thôi để cho nó tiếng nó sạch, luôn sub nữa nó nhiều quá. Nút màu đỏ này, tại vì cái nút màu đỏ này một chỗ nó chọn men, chọn sub này. Mà ở đây chúng ta chọn vừa men vừa sub thì chúng ta phải ấn xuống hai cái hết. Còn nút màu trắng này chỉ là báo tín hiệu đèn ở trên đây thôi. Xin lỗi, hôm nay nhà em cúp điện cho nên là em không có cắm điện vô thử cho mọi người được. Đó, đây là cách kết nối đầu tiên. Tiếp theo là lấy nhạc. Thì nhạc ở đây nó có hai cách. Một là kết nối từ tivi hay máy tính xuống thì anh chị kết nối giùm em hai cổng này hai cổng này thì chúng ta sẽ chỉnh được hai đường cổng 78 nhớ nha, kết nối hai cổng 78 này chúng ta sẽ chỉnh được hai đường. Đây là fader có hai đường thì chúng ta chỉnh EQ nè, treble nè, bass trung chép nằm ở đây hết. Rồi như vậy, còn bước thứ hai thì chúng ta kết nối bằng Bluetooth. Đầu tiên muốn kết nối Bluetooth thì nếu kết nối Bluetooth chúng ta chỉnh được một đường mono này thôi, một đường 12 này. Thì trước tiên muốn kết nối Bluetooth thì đầu tiên anh chị ấn cái nút này xuống giùm em, ấn xuống để nó kết nối giữa cái bộ phận Bluetooth qua đây. Rồi ấn cái này xuống, xong chúng ta đầu tiên là anh chị ấn cái nút này một cái, ấn cái này một cái, xong nó hiện cái bảng lên thì chúng ta ấn qua cái nút này một cái, nhìn thấy mũi tên nó nhảy qua bên Bluetooth, xong chúng ta ấn lại một cái nữa là xong, là nó sẽ kết nối. Chúng ta dò ra điện thoại để kết nối ha. Đó, Bluetooth thì nhạc chúng ta lên đây. Ở đây nó có 7 cần equalizer, khi mà chúng ta chỉnh cái này thì nó sẽ trộn giữa nhạc và mic, phát chép chung gì đó là chỉnh trên 7 cần này. Không thì chúng ta ngại chỉnh thì chúng ta để 50-50
Rồi, tiếp theo là đường kết nối micro. Đây, thí dụ như là chúng ta chọn đường mic 1. Thì đây, mic 1. Ví dụ như là 2 mic thì chúng ta đi 2 đường cũng được, cho nó mạnh. Ở đây chúng ta tùy chọn mic Canon hoặc là mic 6 ly. Cắm hai lỗ này thôi ha, một trong hai lỗ này, chứ không có cắm lỗ dưới này. Nếu đường Canon thì nó sẽ mạnh hơn là đường 6 ly. Nếu chúng ta sử dụng đường Canon thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cái gain này quá nhiều. Vì cái gain này là cái âm lượng đầu vào của nó sẽ dễ gây vỡ tiếng hoặc là hú hí là nhiều. Vì vậy mà xài 6 ly thì nó bị trừ hay đi 20 âm lượng, thì buộc nó phải tăng gain lên thì nó sẽ không hay cho lắm. Cho nên là khuyến cáo anh chị nên đầu tư với Canon, sử dụng đường dây mic Canon ha. Rồi, khi chúng ta chỉnh tất cả những cái nút này 1, 2, 3, 4 nó liên quan tới bass, trung, chép và EQ, thì đầu tiên anh chị cho em 11 giờ, cuối cùng là bass thì chúng ta có thể 11 giờ hoặc là không. Ví dụ chép nó còn cao quá, EQ cao, nó cắt cái tần số EQ xuống thấp xuống chút đó. Còn hai cái đường này là hai đường FHR. FHR là AUX 1, AUX 2 chúng ta không sử dụng, trừ khi anh chị kết nối một cái van số khác đi qua đường return hay qua đường AUX Send. Ở trên đây thì chúng ta mới có thể sử dụng tới hai đường này. Còn nếu chúng ta không sử dụng đường AUX Send thì chúng ta không sử dụng hai này, ta tắt nó đi nha. Rồi ở đây là echo. Cái hiệu ứng echo tổng của đường mic từng mic. Cái con này thì anh chị cho để giùm em nó 12 giờ. Tại con này là đường echo với reverb nó rất mạnh, để 12 giờ thôi. Đây là ba lăng ngay bên trái bên phải, chúng ta để 12 giờ. Mấy cái nút này là mute, anh chị ấn xuống là nó mute nha. Mute là tắt mic á. Rồi, ở đây là hai cái fader. Mic thì anh chị có để tầm này thôi. Nhớ nha, để có maximum, cao nhất là tầm này trở lại. Đó. Rồi, nói về echo. Đây là một cái nút, tất cả các nút màu vàng đều là echo hết. Ví dụ như là những cái line nào anh chị không sử dụng micro chúng ta tắt đi. Đó, echo nếu mà nhạc nó mở echo lên nó sẽ vọng theo. Như vậy mà chúng ta nên tắt echo ha. Ba nút này nó không xài, trừ ra chỉ có micro nó xài được hai chữ thôi. Rồi, tiếp theo echo ha, echo ở đây mình để 12 giờ. Còn ở bên đây cái nút echo này là cái độ ngắn dài anh chị cho nó 11 giờ thôi. 11 giờ. Và cái fader này là echo tổng, nó tăng giảm ở đây, nhiều ít echo ở đây. Đó, điều khiển nó một cái nút này thôi. Còn cái nghĩa này là ta để chết ha, để chết. Chỉ có một nút này thôi, tăng giảm một nút này, duy nhất một nút này thôi. Rồi ở đây nó có 99 chế độ. Anh chị có thể tùy chọn, tại không có điện nên là không thấy được. Ví dụ như là số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 là reverb. Khi chúng ta di chuyển một chế độ, chúng ta dặn qua một chế độ thấy đèn nó chớp liên tục, chúng ta ấn xuống một cái đó, là nó mới nhận. Rồi còn echo delay. Echo delay là số 4344. Còn reverb delay là 9596. Đó là những cái số mà cơ bản mà em hay sử dụng. Còn rất nhiều số nữa, tại nó tới 99 số. Thì anh em cứ dặn chọn thoải mái, số nào mình cảm thấy hợp vừa với giác giọng của mình thì mình ok thôi ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đơn giản vậy thôi là chúng ta đã sử dụng được con mixer Yamaha M10 rồi. Và chỉnh nó ổn rồi. Nó nhớ nha. Nhạc cũng vậy, đường loa nhạc, bass, chép rồi chúng ta chép là chúng ta không có nên tăng quá nhiều để nó có thể ảnh hưởng tới loa. 12 giờ lại thôi. Anh em nào quan tâm vui lòng liên hệ mình, số điện thoại 0937381978, 0982770792. Số Zalo là 0866500607. Địa chỉ là 394 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Con mixer M10 phiên bản mới này giá tại cửa hàng là 4.300.000 đồng, vẫn không thay đổi. Mặc dù giá hiện tại nó đang tăng rất là nhiều, nhưng mà em chưa có cái quyết định tăng như thế nào, cho nên tạm thời vẫn bán với giá cũ, bán gần bằng vốn thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Do này cũng mọi người nó nhiệt tình của em với em đã nhiều năm nay rồi, cho nên là em cũng không có nỡ tăng giá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha.